Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ráp cái MIUI Duo 712 ha. Trên tay mình đang cầm chiếc Nokia 6700 ha. Đây là chiếc Nokia 6700. Đây, 6700 ha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách ráp lên cái MIUI Duo thế này các bạn ha. Đây là gương kính gương. Rồi, trước tiên là mình tháo vỏ ra ha. Nãy mình bằng ốc rồi, mình cần tháo vỏ ra ha. Tháo là ai cũng biết tháo rồi ha. Rồi bước thứ hai mình tháo vỏ xong rồi, bước thứ hai mình cho lớp keo ha. Này nó có một lớp keo này ha, bạn để ý này, này keo mà quấn keo này ha, keo này là keo trong chỗ dán keo xe đó, dán điện thoại đó, rồi mua 5.000 nó bắn một lớp keo này, nó keo bọc quá bao trùm cái này không là keo, cái keo quấn hàng các bạn ha, bằng keo dính đó. Mình quấn cái này thứ nhất là để cho trượt ra được vô cho nó đơn giản, thứ hai là nó bảo vệ mấy cái si phím thế này. Đó, rồi quấn keo xong rồi ha, gỡ vỏ quấn keo rồi. Bước thứ ba là mình cắt cái này ha, cắt cái cụm này. Cái cụm này á, các bạn có mua hàng thì các bạn đẩy cái nhựa, cắt cái nhựa đi xíu ha, này cắt cái nhựa đi xíu ha, đấy cắt nó một xíu sau khi là mình để mình đút cái đầu nó vào này, lát sau mình đút đút cái này vào cho nó lọt cái này ha. Đấy rồi quấn keo cắt nhựa rồi, mình muốn cái loa nó nghe to á ha, mình hướng dẫn cho cái loa nghe to của bọn này, khít này thế này là nghe to này ha, đó cái loa thế nào nó phải sát thế này nó nghe to được, nó hở không nghe được đâu. Các bạn cho keo cho này nè ha, bấm keo cho này một xíu, bấm tay cho chiếc keo ra này khít lại, bấm hai đầu này ha, khít lại đấy nó mới tập, nó nghe nó to được ha. Cái này mình đã cho keo hết rồi á, này mình làm là thứ nhất cho keo là thứ nhất là sóng mạnh, loa nó rất là to nè, sóng này nó rất là sóng đầy luôn ha, nó đầy sóng luôn á, loa là nghe rất là to rồi. Ok, đó là bước cơ bản ở ngoài rồi, giờ mình bắt đầu mình có vỏ thôi ha. Đây cái vỏ mình đã vô phím sẵn rồi, bây giờ mình vô nút volume thôi. Các bạn cứ không biết gì cái này thì cứ cần gì cứ nhắn tin cho mình hướng dẫn cách ráp cái loại này cho ha, nó cũng đơn giản thôi. Lúc đầu thì hay cứng cứng tay nhưng mà ráp vài cái nó quen rồi. Nè, mình chỉ các bạn ha, làm sao cái máy nó chống vô bụi ha. Nè, bạn thấy cái rau mình làm không, mình chế cái rau á ha. Đó, cái ron này nằm trong trong cái máy máy mới giống như Nokia 613 này kia, mình thường thay nó dư miếng miếng ron này, không trang mấy cái ron màn hình 88 đó, các bạn lấy ra bằng chế không cái ron này là sao, là nó ngăn chống bụi lại ha. Đây là mặt kính của nó, mình cũng làm lưới lo hết này đó, mình gắn vào cho nó thẩm mỹ. Cái này mình biết cái gì mình chỉ hết cho anh em ha, chứ không có giấu nghề gì hết đấy. Đấy ha, nó thẩm mỹ, nó nhìn cái thẩm mỹ cái lưới loa ha. Nè, kính này rất là khít chứ không phải hở. Mình chọn vỏ rất là chuẩn ha, khít chuẩn đẹp. Rồi, mình gắn nắp camera vào ha. Đây, ha. Gắn nắp pin vào. Gắn cái thanh sắt vào ha. Rồi, ok. Đây, thành phẩm rồi đấy. Nó cũng đơn giản ha. Để mình đoạn ốc vào các bạn ha. Đó, cho kính vào đoạn hai ốc bên đầu ha. Bạn cứ khi nào mà không biết về cái này muốn cần gì mình hướng dẫn cho. Do mình chuyên ráp mấy cái này hoài mình quen á, mình biết hạn chế được cái fix lỗi của nó được hết. Biết cái nào có nào cứ nhắn tin cho mình chỉ cho mình hướng dẫn, mình biết cái nào mình chỉ cái đó cho anh em hết ha. Rồi, ok. Nếu mà miếng kính này nó còn lúc lít á ha, à, lúc lít ha, mình chỉ cho cái này lúc lít này ha. Mình chỉ cần gỡ đã nhẹ một xíu ha, đã nhẹ một xíu lên ha. Đấy, mình cho can 502 đó, mình cho nhẹ chấm nhẹ đầu hai cái thôi, chấm nhẹ này cái mình đẩy xuống một cái rồi dính cứng ngắc luôn ha. Trên đầu nó không vậy ha,
cho mình đẩy xíu, mình chấm nhẹ hai keo phải đẩy phát thì cứng nhắc mình giữ luôn ha. Rồi ok, thanh hành rất là liền và khít. Không thì mình để dài thế này cũng được, mình cho keo nhẹ nhẹ lên đầu xíu được rồi ha. Ok, là thành phẩm của máy ha. Đấy, cái máy này cũng vậy, đây là máy mình ra thành phẩm rồi đây ha. Làm cách tháo ráp cũng vậy ha, đơn giản thôi, bằng gỡ trứng ra ha, rồi mình bạn hai ốc bên đầu. Đây là cách tháo ra ha, nó cũng đơn giản ha. Mình tụ kính này ra ha. Nếu là nó cứng quá thì mình hắt lấy một con nhíp này, mình hắt cái thanh ra này. Đấy, cái thanh này. Đấy, đấy là hắt cái thanh ra ha. Đấy. Rồi tụ kính ra ha. Rồi mình rút máy ra. Rồi ok ha. Rồi các bạn có gì cần gì không có gì thắc mắc đó là mình cứ nhắn tin cho mình hướng dẫn cho ha. Đây là máy mình ráp sẵn rồi nè, mình ráp rất là kỹ và chuẩn, không có xíu bụi bên trong. Đã chơi hàng này mà nó có bụi thì nó mất thẩm mỹ đi cái máy. Mất coi này ha, ráp rất là chuẩn và đẹp. Kính này là kính sapphire ha, hạn chế chống chày thôi, tán sapphire. Mà hạt nó hạn chế chống chày, không phải là không chày nha các bạn, hạn chế chống chày. Mình cào cái này không có chày nhưng mà nó cũng vẫn chày, nhưng mà cào mạnh hay là mình làm gì mạnh quá thì nó vẫn chày thôi. Cái này là hạn chế chày thôi chứ mình không chày. Còn cái sườn nó là sườn mà tính điện ha, chứ không phải là sơn gì á, không có bay màu hay là bong chóc gì hết á ha. Nên mình bán cái dòng này quen rồi, mình chiên cái dòng này mình biết nhiều người cứ nghĩ là này sơn nhưng mà không phải đâu, cái này là mạ tính điện ha. Này mình vuốt hết này ha. Đấy ha. Đấy, rồi các bạn cần gì thắc mắc cái gì là cứ nhắn tin cho mình hướng dẫn nha ha.